buộc phải chiến trận này rồi. Chắn rồi. Đúng rồi. Hà Nội kho đánh hơn Đức rồi. Hồng Nam về đâu không phải hơn. Hồng Nam đánh sao mà Đức anh? Hồng Nam chết luôn. Hồng Nam đánh đơn đúng không? Có vào rồi. Quên mất anh không mong con tên cho mày luôn. Ngon nhờ cả quần áo rồi nữa. Ngày mỗi ngày được bao nhiêu? Ngày chưa rồi. Ngày xưa xin vui trả là nhiều. Thôi một chuyện là tài giảm hơn một chuyện. Không, kệ lần. Nói chung là không nghe gì đâu bởi vì là... Ừ mà. Khả năng như hồi chúng mình cũng thật cù ở đó. Tập đôi nhiều rồi, giáo cụ, gỗ giáo được. Đôi nào nữa ưng kinh. Thắng trận này thì trận sau nếu không nhầm Đức có đôi luôn thì phải. Nó phải đánh thứ hạng mà, đâu phải đánh bảy. Nhiều Hồng này, Hồng đánh trong trận này Hoài đánh, sau lại Hồng Hoài đánh với Trang xem luôn. Nó có binh. Ừ, không đẩy được. Anh hiểu, anh bảo Hà Nội cũng vậy, Đức Nam vẫn là hơn mà. Vui nhờ, chúng ghét được ta. Mời kể sắc nói.
Tỷ số đang là 6-5 nghiêng về đội Tuấn Đức. Tuấn Đức là tay vợt chuyên đôi nam và đôi nam nữ, gặp phải Hải Đăng, Hưng Đông cầu lông Việt Nam hiện tại. Rất hay, nhưng mà Hải Đăng đã có pha phòng thủ tốt trong tỷ số vừa rồi. Cú đình cháy 7 năm cho Đỗ Tuấn Đức. Xe đi. Thôi cái này nó cũng lên nhanh. Ừ. 7 năm cho Đỗ Tuấn Đức. Đây là trận đấu mà Đỗ Tuấn Đức được phải thắng. Tuấn Đức vẫn rất nỗ hứng như cái thời điểm cao đơn nam của mình. Chích sót không phải. Một pha quay người 360 độ rất mất sức. Rất nỗ hứng. Đây là trận đấu mà Tuấn Đức buộc phải thắng để nuôi cơ hội cho Hà Nội.
8 đều. Trận đơn thứ 3. Đây là trận đấu mà Tuấn Đức buộc phải thắng. Sau khi Tuấn Đức là chuyên đôi nam nữ và chuyên đôi nam. Thực sự dù Tuấn Đức có thắng trận này thì trận sau vẫn phải đánh luôn. Thì đội hộ cũng khó cho là một. Yeah!
Thank you.
Đỗ Tuấn Đức bỏ cuộc ở trận đội C2 do chấn thương, vì vậy là Nguyễn Hải đang thắng luôn.